Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stock. Thì mọi người đừng quên bấm like và subscribe kênh để có thể ra được nhiều video tốt hơn để chị tư mình có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay thị trường chung của chúng ta đang tiếp tục lập những đỉnh mới và đóng cửa ở mức là 1.337,78 điểm, tăng 9,73 điểm so với hôm trước. Và hôm nay các chị thấy này, khi mà thị trường nó tăng một cái phiên gọi là quá sốc vào đầu phiên sáng, chị thấy có những yếu tố chốt lại xảy ra, và khi có những yếu tố chững lại thì bắt đầu những cái đà mà bán ra từ các chị đầu tư vô hoảng loạn và sợ hãi thì nó diễn ra trong phiên sáng, dẫn đến hôm nay thị trường chúng ta nó nghẽn lệnh và giá trị giao dịch là 21.762 tỷ. Và hôm nay anh chị thấy này, sự phân hóa về dòng tiền cũng tương đối rõ rệt giữa những cái phiên hôm nay rồi. Tại vì anh chị thấy này, những cái dòng cổ phiếu mà tăng điểm hôm nay nó đến từ những mã cổ phiếu trụ như Vietcombank hay là những cái mã cổ phiếu VIC này. Hôm qua thì những mã cổ phiếu này giảm, thì hôm nay những mã cổ phiếu này nó tăng trở lại, hay là VHM. Đúng mà, những cái mã cổ phiếu nó kéo lại chỉ số thị trường, và hôm nay những cái mã cổ phiếu đã tăng quá cao như STB này, và phiên chạy nước rút hay Liên Việt Postbank này, và phiên chạy nước rút hay là những cái mã cổ phiếu của dòng chứng khoán như SSI nó tăng quá sốc, thì nó cần những yếu tố điều chỉnh lại để cho thị trường có những cái điểm cân bằng hơn thì mới có thể tiếp tục cái đà tăng bền vững hơn được. Và ở đây các anh chị nhà đầu tư cũng thể thấy rằng thị trường của chúng ta vẫn đang trong một cái trend tăng, thì chủ yếu chúng ta tập trung vào những cái mã cổ phiếu mình đang nắm giữ thôi, và đừng có cố gắng đón đỉnh thị trường làm gì, tại vì không có một chuyên gia hay là không có một người nào trên thị trường chứng khoán mà đoán được đỉnh và đáy của thị trường đâu. Chủ yếu khi nào thị trường nó xuất hiện đỉnh thì chúng ta mới biết đó là đỉnh, và khi nó xuất hiện đỉnh thì chúng ta sẽ không tham gia nữa thôi, chứ không phải là các anh chị ngày hôm nay anh chị đoán thị trường nó đã đỉnh rồi, các anh chị bán hết cổ phiếu anh chị ra, và ngày mai các anh chị đoán thị trường nó đã đạt đáy rồi các anh chị mua cổ phiếu vào. Thì các anh chị thấy này, những cái tâm lý và cũng như ấy là những cái hành vi của anh chị đầu tư trong thị trường chứng khoán này nó luôn luôn sai, và bởi vậy có những cái câu nói về 95% các anh chị nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán đều thua lỗ. Tại vì sao? Các anh chị thấy, các anh chị có một cái nhìn gọi là tương đối là ngắn hạn. Tại vì các anh chị chỉ thấy hôm nay tăng thì các anh chị mua, ngày mai giảm thì anh chị bán, thì các anh chị cứ FOMO theo những hiệu ứng đám đông. Các anh chị thấy nghĩ thị trường những cái lúc ấy mà thị trường nó đạt những cái mẫu hình gọi là tưởng chừng nó là hai đỉnh, thì các anh chị bắt đầu bán khống bán tháo ra, nhưng mà khi anh chị bán ra thì thị trường nó lại tăng. Và những cái vùng này anh chị thấy này, nó tạo ra những cái phiên cũng như là những vùng tích lũy và sideways, quay những cái vùng các anh chị còn nghi ngờ thị trường nó không tăng, thì những cái lúc này các anh chị thấy thị trường nó tình lại tăng, đúng không ạ? Nhưng mà những cái lúc ấy trước Tết thì sao ạ? Các anh chị nghĩ rằng thị trường nó sẽ vượt 1.200 điểm, dòng tiền giàu dồi dào, đúng không ạ? Những cái tin tốt tức tốt ra rất nhiều, những cái nhà đầu tư mở mới tài khoản rất nhiều, nhưng mà khi anh chị nghĩ nó tăng thì nó lại giảm. Thì đó là những cái tư duy của anh chị đầu tư nhìn về ngắn hạn nó rất là sai lầm. Và anh chị thấy này, khi mà thị trường nó đạt đỉnh này, khi nó xuất hiện up top 3 như thế này thì mình mới biết đây là một cái phiên gọi là nó tạo nên những cái vùng đỉnh đỉnh ngắn hạn của thị trường, chứ không phải là nó đang trong một cái trendline tăng như thế này này các anh chị dự đoán đỉnh. Và lúc các anh chị dự đoán đỉnh thì sao ạ? Là những cái lúc là các anh chị bị mất rất nhiều cơ hội. Em ví dụ như những cái phiên này, khi mà nó xuất hiện những phiên sách cao này, các anh chị nói ở đây đỉnh rồi, hay sách cao ở đây các anh chị nói ở đây đỉnh rồi, thì sao ạ? Nó vẫn tiếp tục tăng, đúng không ạ? Và nó duy trì đà tăng rất mạnh, và trong những cái thời gian các anh chị dự đoán đỉnh thì thị trường của chúng ta nó cũng tăng đâu khoảng là 30 đến 40 hoặc 50% những cái mã cổ phiếu các anh chị đang nắm giữ rất là mạnh, đúng không ạ? Là những cái giai đoạn mà lúc đó các anh chị kiếm được rất là nhiều tiền mà anh chị không chịu tham gia, những lúc đó các anh chị còn sợ hãi thị trường, các anh chị nói rằng thị trường nó không bao giờ nó đạt đến ngưỡng 1.200 hay ngưỡng 1.300 đâu, nhưng thị trường nó là một cái thứ rất là khó lường. Và những cái lúc mà mình thấy được những cái lúc ấy chạy nước rút như thế này thì những lúc mình nên bán, chứ không phải là những lúc mình nên mua. Còn bây giờ thị trường nó cứ tích lũy và sideways tăng chỉnh liên tục như thế này, xuất hiện chỉ có một phiên phân phối thôi, thì đây cũng chưa phải là những cái vùng gọi là kết thúc chu kỳ của thị trường. Và anh chị thấy này, khi mà kết thúc chu kỳ thị trường thì nó còn có những cái cơ hội cho anh chị có thể rút ra khỏi thị trường, và anh chị đứng ở ngoài, các anh chị quan sát thị trường để các anh chị đợi những cơ hội mới, các anh chị có thể vào. Anh chị thấy này, xuất hiện phiên up test 3 thì xuất hiện phiên up test 3 thì mình xác định đây là đỉnh, đúng không ạ? Và sau khi có những phiên bull trap này, những cái lúc là mình bán qua này, thì các anh chị thấy này, những cái sự đánh đổi về những cái lợi nhuận và rủi ro ở thời điểm tại theo đánh giá thì vẫn còn có thể đánh đổi về lợi nhuận và rủi ro. Anh chị thấy này, khi mà anh chị ăn thì anh chị lãi 30 đến 40%, nhưng mà anh chị thấy này, anh chị gãi lại một cây, hầu như là bán sàn hết tất cả các mã cổ phiếu, nhưng mà sau đó nó lại có những yếu tố bật tăng trở lại, đây là những cơ hội để anh chị bán ra. Thì anh chị thấy này, sự đánh đổi này, anh chị lãi 30 đến 40%, mà anh chị lỗ thì lỗ 3-4% thôi, lúc đó anh chị đứng ra ngoài thị trường thì nó vẫn chưa muộn, đúng mà. Mắc mới gì mình phải cứ đón đỉnh thị trường làm gì, tại vì thị trường nó không bao giờ mà cho chúng ta đón được đỉnh đâu. Thì các anh chị phải chú ý được những cái mã cổ phiếu các anh chị đang nắm giữ nó đang ở chu kỳ như thế nào. Em ví dụ như Vinamilk này, hiện tại nó đang tích lũy như thế này này, mà nó đang ở trong cái xu hướng đi xuống này, các anh chị mua điểm nào cũng lỗ thôi. Hay là những cái mã cổ phiếu như CTD này, hay là mã cổ phiếu FRT này, anh chị thấy này, nó đang trong một xu hướng xuống thì các anh chị mua điểm nào chả lỗ, đúng không ạ? Còn những cái mã cổ phiếu ấy mà nó đang trong một cái trendline tăng, như những cái mã cổ phiếu như DXG này, anh chị thấy này, các anh chị mua ở thời điểm tại bây giờ các anh chị mua điểm nào mà trả lời, thì chủ yếu là mình tập trung vào những cái mã cổ phiếu của mình đang đầu tư và mình quản trị vốn của mình sao cho hợp lý, đúng không ạ? Em ví dụ như những cái giai đoạn này tích lũy và sideways như thế này này, những cái room khuyến nghị của em đã đánh full machine ở những vùng này,
và chọn những cái sóng ngành để đánh, ví dụ như sóng thép và sóng ngân hàng. Ở những giai đoạn dọn mà tích thị trường tích lũy và sẽ quay, anh chị thấy này, sóng thép nó đã tăng bao nhiêu phần trăm, các anh chị vẫn sợ đỉnh hay sao ạ? Sóng thép nó đã tăng bao nhiêu phần trăm trong những giai đoạn đó ạ? Nó tăng gần 70% đúng không ạ, đến thời điểm hiện tại. Hay là sóng ngân hàng có những cái mã cổ phiếu như Liên Việt Bốc Banh này, các anh chị thấy này, những cái giai đoạn mà thị trường tích lũy và sideways, anh chị đã kiếm được bao nhiêu phần trăm khi anh chị sợ đỉnh rồi ạ? Gần 100% tài khoản đúng không ạ? Nếu anh chị đánh margin lên ở những vùng đó thì anh chị bây giờ có thể anh chị gấp 3 tài khoản nếu mà anh chị nắm giữ mã cổ phiếu Liên Việt Bốc Banh. Thì cái đó là cái việc mà các anh chị cần lưu ý tập trung vào quản trị tài khoản cũng như là quản trị vốn của anh chị. Những cái lúc này này, những cái lúc á, các anh chị này sử dụng phần tiền mặt các anh chị đánh luôn, chứ không phải là những cái lúc mà các anh chị mà sử dụng phần margin nữa. Những cái vùng các anh chị sử dụng margin là những cái vùng mà đánh tổng lực vào những cái giai đoạn tích lũy, còn những cái giai đoạn mà nó chạy nước rút thì các anh chị hạ dần tỷ trọng margin đi đúng không ạ? Ví dụ như ở những giai đoạn này các anh chị gấp 2 tài khoản rồi thì anh chị thấy các anh chị lỗ lại 3-4% cho cái tài khoản của anh chị, không margin thì các anh chị thấy các anh chị lỗ cũng đâu bao nhiêu đâu đúng không ạ? Thì cái vấn đề bây giờ thì mình quản trị tài khoản của mình sao cho tốt. Và anh chị thấy này, dấu hiệu phân phối đỉnh khi mình thấy này, 3 đến 5 phiên phân phối là những phiên sát cao, sau đó xuất hiện phiên update thì mình nghỉ, mình không tham gia. Tại vì anh chị thấy này, khi mà nó xuất hiện 3 đến 5 phiên phân phối ấy, thì nó sẽ có những cái dấu hiệu cho để cho mình nhận biết này, anh chị thấy này, trong cái quá trình đấy mà chạy nước rút của nó này, nó sẽ xuất hiện 3 đến 5 phiên phân phối. Thì 3 đến 5 phiên phân phối là như thế nào? Đây, một phiên phân phối, hai phiên phân phối, ba phiên phân phối, bốn phiên phân phối và phiên update là những cái lúc mình nghỉ mà mình không tham gia vào thị trường. Và anh chị thấy này, lúc nào khi xuất hiện update thì lúc nào cũng sẽ có nhịp hồi, các chị thấy này, nhịp hồi lên thì những cái lúc mình bán đi đúng không ạ? Và lúc này mình bán đi, mình đứng ngoài thị trường, tại vì sao? Tại mình nhận biết nó là được đỉnh rồi, thì lúc đó mình sẽ quan sát thị trường thôi, khi nào mà có những cơ hội tiếp tục thì mình vào thị trường lại, mình tham gia trở lại. Tại vì các chị biết chu kỳ của cổ phiếu, mình phải biết dùng nào là mình tham gia. Nên chị thấy này, tích lũy này sang đẩy giá là cái giai đoạn uptrend của nó, thì lúc này nè các anh chị cứ tiếp tục, các anh chị mua chọn những mã cổ phiếu tốt, các anh chị chọn những mã cổ phiếu đầu ngành để anh chị mua đúng không ạ? Là những cái lúc mà anh chị có thể kiếm lãi, tại vì trong phiên tăng thì anh chị lựa chọn mã cổ phiếu nào cũng cũng có lãi thôi. Nhưng mà các anh chị thấy là từ từ phân phối đỉnh này sang đẩy giá thì sao ạ? Thì các anh chị tham gia mã cổ phiếu nào nó cũng lỗ, thì làm sao mà anh chị có lãi được? Thì vùng này các anh chị đứng ngoài, các anh chị không tham gia. Thì các anh chị thấy này, sau khi mà nó có những yếu tố này đè giá, sau đó lại tích lũy trở lại này, tạo ra những phiên bùng nổ theo đà, thì xác nhận cái điểm vào để mình có thể là lựa chọn được những cái mã cổ phiếu tốt đầu ngành để mình tham gia. Đó là những cái cách em đầu tư trong những cái giai đoạn trước đây của thị trường, cũng như ở thời điểm tại các anh chị thấy mình tập trung vào mã cổ phiếu đi, chứ không phải là mình dự đoán ngày mai như thế nào hay là hỏi ngày mốt như thế nào nữa. Tại vì chả có ai đoán được ngày mai như thế nào và ngày mốt như thế nào mà đúng cả 100 phiên hay là 200 phiên liên tục đâu. Nên chị lưu ý hạn chế đoán là ngày mai như thế nào và tập trung vào dư địa của cổ phiếu, tại vì những cái dư địa của cổ phiếu nó được tạo thành từ những cái mẫu hình. Các anh chị thấy STB này, tại vì sao nó tăng như hôm nay? Tại vì nó hoàn toàn nó có những cái mẫu hình và có những cái sự chuẩn bị của tổ chức hết. Các anh chị thấy này, trước khi mà nó tăng điểm thì các anh chị thấy một cái sự chuẩn bị của tổ chức tương đối rõ ràng đúng không ạ? Nó tạo ra một cái mẫu hình gọi là VSA tạo đáy. Thì cái mẫu hình VSA tạo đáy này là một cái mẫu hình của ông Richard Whitcup, rất là dễ dàng. Các anh chị có thể thấy này, sau khi mà nó đạt đỉnh này, các anh chị thấy nó yếu tố rũ bỏ này, nó tạo ra gọi là tạo ra những cái vùng định giá của tổ chức, và trong những vùng định giá của tổ chức này này, họ bắt đầu họ thu mua lại lượng hàng, họ chỉ đặt lệnh những cái lệnh mua khi mà anh chị đầu tư này kẹp ở những vùng đỉnh này, hay là anh chị mua những vùng này này khi mà về những vùng giá thấp. Các anh chị thấy nó điều chỉnh thì các tổ chức họ sẵn sàng họ bỏ ra những lệnh mua để họ thu mua lại lượng hàng. Khi họ thu mua đủ lượng hàng thì sao ạ? Nó bước vào một cái quá trình gọi là uptrend và đẩy giá của tổ chức đúng không ạ? Nó có những cái pha tương đối rõ ràng. Điểm này được gọi là điểm selling climax, là cái điểm quá bán, và sau khi có những cái điểm quá bán này thì có những dòng tiền của tổ chức họ vào, họ định giá. Và anh chị thấy này, có dòng tiền của tổ chức vào, họ định giá vào, thì sau đó có những yếu tố phục hồi và tự động. Khi các anh chị thấy dòng tiền của tổ chức vào, anh chị bắt đầu anh chị mua đổi theo, anh chị mua vào, sau đó đến những cái yếu tố gọi là vùng gặp lại vùng kháng cự đỉnh trước của nó, là những cái vùng gọi là có cái yếu tố là bán ra, thì nó sẽ có yếu tố điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh xong thì sao ạ? Thì nó tiếp tục nó quay về một cái xu hướng là giảm của nó, và sau khi xuất hiện xuống giảm này thì có những yếu tố này, những cái nhà tạo lập họ làm sao ạ? Họ thu mua lại lượng hàng, tiếp tục tạo ra những cái điểm gọi là pha C, là ST. ST là những cái điểm mà họ thu mua lại lượng hàng. Sau khi họ thu mua lượng hàng thì bắt đầu họ muốn đánh lên thì họ phải có yếu tố rũ bỏ. Đây, yếu tố rũ bỏ, rũ bỏ các anh chị đầu tư cá nhân ra bằng một cái điểm gọi là spring. Các anh chị nghĩ nó sẽ không tăng trở lại, nhưng bắt đầu nó mới vào một cái xu hướng tăng rất là mạnh. Nhưng SHN chị thấy này, các anh chị chẻ một cái đường trendline ra, các anh chị thấy này, hầu như ấy, nó cũng sẽ tạo ra những cái điểm này, SCAR, ST, spring, BO đúng không ạ? Là những cái sự chuẩn bị của tổ chức, họ chuẩn bị rất là lâu, họ chuẩn bị từ 1 đến 2 năm, và cái việc họ đánh lên trong thời gian đó thì họ mới có thể phân phối được lượng hàng, chứ không phải là những cái người mà giao dịch như các chị đầu tư cá nhân đâu. Họ là những cái người mà có những dòng tiền lớn thì họ phải đánh lớn, chứ không phải là họ dòm vào ngày 1 ngày 2 nó như thế nào rồi họ họ bán ra trong ngày 3 ngày 4. Thì cái đó là một cái điều không thể nào mà tổ chức họ có thể làm được giống các chị đầu tư, tại vì những người họ là những cái người có hàng ngàn tỷ và hàng chục triệu
và hàng chục triệu cổ phiếu trong tay, và họ muốn phân phối hàng ra thì họ phải phân phối trên những cái quá trình trình đi lên của mã cổ phiếu, chứ không phải là khi mà họ gom đủ lượng hàng này xong rồi bắt đầu họ phân phối hàng ra, họ về đây thì sao ạ? Họ chưa phân phối hàng hết hàng ra thì họ đã bị lỗ rồi, thì làm sao mà họ bán được hết lượng hàng ra được? Thì họ phải cần đẩy giá liên tục, sau đó họ mới phân phối hàng ra ở những cái vùng giá cao, lúc hết lượng hàng thì họ mới bắt đầu họ tái 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 cơ cấu lại, cũng như là thu mua lại lượng hàng để họ có thể là mua thấp và bán cao. Còn các anh chị đầu tư lúc nào các anh chị cũng bắt đầu các anh chị vừa lên cao thì anh chị càng mua nhiều, đúng không ạ? Như vừa index này hầu như anh chị đầu tư ấy, các anh chị thấy là ở những vùng dưới thấp nè các anh chị không dám mua nhiều, nhưng mà càng lên cao này anh chị thấy này, khi mà thị trường này hưng phấn chị mua ngày nào các anh chị cũng có lãi, thì lên đến những vùng đỉnh này các anh chị bắt đầu đổ nhiều vốn vào các anh chị mua, hay là có những phiên điều chỉnh như thế này các anh chị không sợ, các anh chị bắt đầu các anh chị bỏ tiền vào các anh chị mua thêm, và khiến chị mà các anh chị mua thêm và cũng như đổ tiền nhiều ở những vùng đỉnh như thế này, và chỉ cần gãy một cây như thế này thôi là các anh chị đã bị mất vốn. Còn em á thì khi mà em đánh ở vùng này thì em đánh full margin, nhưng mà lên càng cao như thế này em càng rút vốn ra, chứ không phải là anh chị lúc nào các anh chị cũng phải đánh full margin vô thì các anh chị mới có lãi nhiều đâu. Các anh chị thấy thị trường bây giờ các anh chị đầu tư dòng mã nào cũng ăn, đúng không ạ? Nhưng mà đến một cái thời gian á mà các anh chị càng hưng phấn, các anh chị đầu tư rất nhiều tiền vào, các anh chị đánh full margin mỗi ngày, các anh chị thấy lúc nào mà tài khoản chị còn margin chị đánh full margin thì lúc đó thị trường nó sẽ đạt đỉnh. Tại vì những tâm lý của anh chị đầu tư rất là ngắn hạn, các chị thấy chị các chị chỉ nhìn được T1, T2, T3 hay T4 gì thôi, nhưng anh chị không được nhìn được cái quá trình của một mã cổ phiếu nào đó. Thì bây giờ em cũng sẽ phân tích vào những cái sự vận chuyển cũng như là những cái sự vận động của các mã cổ phiếu để anh chị đầu tư mình có thể nắm bắt. Và hôm nay các chị thấy này, có một cái sự phân hóa về dòng tiền tương đối rõ rệt, và hôm nay anh chị thấy những cái mã cổ phiếu trụ nó kéo rất mạnh như VHM, nên anh chị thấy này, dòng tiền nó luôn liên tục luân chuyển, đúng không ạ? Những cái mã cổ phiếu tăng quá cao như Liên Việt Postbank hay STB hôm nay nó bị điều chỉnh, thì những mã cổ phiếu này hôm qua nó bị điều chỉnh, hôm nay nó kéo lại để nó bán ra những cái mã cổ phiếu như Liên Việt Postbank này anh chị thấy này, sau khi quá trình chạy nước rút của nó thì hôm nay tổ chức họ bán ra này, hay là STB này anh chị thấy này, những cái video trước này em có làm một cái video này anh chị thấy này, những cái mã cổ phiếu mà đã tăng quá cao em đã khuyến nghị anh chị chốt rất nhiều rồi, tại vì những cái điểm bán tốt nhất là những cái phiên chạy nước rút của thị trường, là những cái lúc mà các anh chị nên bán đi, chứ không phải là những cái lúc các anh chị hô mô anh chị mua theo nữa. Hay là những cái mã cổ phiếu ấy mà nó đang gần nền, như những cái mã cổ phiếu như HDG hôm qua em có nói các anh chị này, các anh chị tham gia thì các anh chị sao ạ? Hôm nay anh chị cũng đã có lãi. Hay là DSG, các anh chị thấy mua ở những cái vùng gần nền, hay là mã cổ phiếu như Nam Thăng Long này, hôm qua em cũng nói rất nhiều mã cổ phiếu này, các anh chị có thể xem lại video hôm qua em có khuyến nghị những mã cổ phiếu bất động sản có những dòng tiền nó sẽ bắt đầu nó vào nó đánh, tại vì nó sẽ có những sự luân chuyển và dòng tiền trong những phiên đó. Và anh chị cũng có thể thấy rằng ấy, và bây giờ các anh chị thấy những cái mã cổ phiếu như Liên Việt Postbank thì sao? Nhưng việc banh tăng cao cái này thì bị chốt lại là cái việc hết sức bình thường. Anh chị nhà đầu tư nào có lãi thì thấy sự rung lắc, thì rung lắc mạnh và mở biên mạnh như thế này thì anh chị sợ mất lãi thì anh chị chốt ra, và nhiều người bán ra thì tạo ra một cái xu hướng bán tháo. Tại vì sao? Anh chị thấy có những cái yếu tố thì thị trường nó lên bằng lên hàng bộ xuống mái. Tại vì sao? Tại vì anh chị biết rằng ấy, đặt lệnh mua thì anh chị muốn mua với giá thấp, nhưng mà anh chị bán anh chị thấy yếu tố rung lắc thì anh chị sợ thì anh chị đặt lệnh mà bên anh chị bán không à, nhưng thị trường nên anh chị thấy thị trường lúc nào nó cũng xuất hiện ra những yếu tố xuống thang máy và xuống rất mạnh. Và anh chị thấy là những cái vùng này, khi mà thị trường này tích lũy những vùng này các anh chị không mua, nhưng mà lên đến vùng này các anh chị mua rất nhiều, các anh chị thấy này thể hiện qua những sự volume gia tăng ở vùng này, đúng không ạ? Các anh chị thấy mà cổ phiếu này sau nó tăng các anh chị mua vào, T1 các anh chị có lãi, T2 các anh chị có lãi rồi, nhưng mà T3 chưa chắc gì các anh chị có lãi, đúng không ạ? Thì bởi vậy những cái yếu tố các anh chị mua đổi này tạo ra những sự hưng phấn cho mã cổ phiếu này, và khi tạo ra những sự hưng phấn thì tổ chức họ mới phân phối hàng ra được. Và những mã cổ phiếu này nó đã chạy đủ biên này, các anh chị thấy này, vừa tạo xong mô hình thì sao ạ? Thì nó chạy ra những cái biên độ đủ cho một cái mô hình, những cái sự chuẩn bị của tổ chức. Và các anh chị thấy nó chạy lên một biên độ tăng chỉnh rút như thế này, các anh chị bắt đầu mua đổi vào thì các anh chị thấy các anh chị mua ngay đỉnh, đúng không ạ? Thì đó là những yếu tố về cái tâm lý của anh chị đầu tư cá nhân luôn luôn xảy ra như vậy, và luôn luôn vận động trong thị trường như thế, nên chị phải nắm bắt được hành vi của tổ chức như thế nào và tâm lý của anh chị đầu tư nhỏ lẻ như thế nào để anh chị có thể đánh ngược với tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ và theo được những hành vi của tổ chức, thì các anh chị mới có thể chiến thắng được thị trường. Và Liên Việt Banh các anh chị thấy này, ở thời điểm hiện tại thì sao? Hiện tại anh chị cũng thể thấy rằng nó là một trong những mã cổ phiếu bước vào phiên chạy nước rút, và khi chạy nước rút thì nó lại có những yếu tố điều chỉnh mạnh. Em ví dụ như VIC thôi, anh chị thấy này, chạy mạnh không ạ? Chạy mạnh thì sao ạ? Điều chỉnh mạnh, tại vì nó không có nền thì nó sẽ điều chỉnh về nền của nó. Hay là những cái mã cổ phiếu như GIL, đúng không ạ? Anh chị thấy này, mã cổ phiếu này nó chạy mạnh không ạ? Chạy mạnh thì sao ạ? Nó điều chỉnh mạnh. Hay là mã cổ phiếu STB, anh chị thấy này, tại vì sao hôm nay nó lại điều chỉnh 4,14%? Anh chị thấy những phiên gần đây, ba phiên gần đây nó chạy mạnh thì nó phải điều chỉnh mạnh thôi. Hay các anh chị thấy giai đoạn này, anh chị thấy này, các anh chị thấy nè, những giai đoạn này nó chạy tăng tốc, mở gap tăng liên tục, đúng không ạ? Mở gap tăng liên tục, gần như là tăng trần 4-5 phiên liên tục thì sao? Khi nó điều chỉnh sao ạ? Thì nó điều chỉnh mạnh thôi. Thì hiện tại các anh chị thấy STB nó đã tăng như thế này thì anh chị canh chốt lại thôi, chứ việc gì các anh chị phải mua ở những vùng giá rất cao. Nên chị lưu ý những mã cổ phiếu dùng banh mà nó đã tăng vào những phiên chạy nước rút thì các chị những cái điểm đó là cái những cái điểm các anh chị bán, và những cái lúc anh chị mua là các anh chị hãy giải ngân tại nền. Tại vì sao? Các anh chị thấy là khi mà giải ngân tại nền thì sao ạ? Khi mà nó điều chỉnh thì nó điều chỉnh về nền,
Đúng ạ. Này các anh chị thấy này, em ví dụ như MWG thôi, các anh chị thấy này có yếu tố bán mạnh hay không ạ? Đây, MWG. Các anh chị thấy hôm nay mặc dù cái yếu tố bán mạnh nhưng mà sao ạ? Nó chỉnh về nền, chỉnh về nền thì bật tăng lên trở lại. Hay là ở những vùng này các anh chị thấy này, đây là nền trước của nó này, đây là nền trước của nó. Đây là vùng hỗ trợ và khi nó tăng này, điều chỉnh về đâu ạ? Điều chỉnh về nền đúng không ạ? Đây điều chỉnh về nền sau đó bật tăng. Tiếp tục này, đây là nền trước của nó thì đây là vùng hỗ trợ trước của nó thì sau khi nó tăng thì nó điều chỉnh thì đâu? Điều chỉnh thì điều chỉnh về nền. Nên các anh chị lưu ý mua thì mình sẽ mua giải ngân tại nền và sẽ có những cái điểm mua kỹ thuật tương đối tốt. Khi mà mình chọn điểm mua tốt thì mình sẽ không bị những cái tâm lý FOMO thị trường đám đông. Em ví dụ như những cái điểm em mua là em mua ở những cái vùng giá là 128. Đây những vùng này mua này, khi mà thị trường nó tăng điểm thì em cứ quan sát thêm và em chưa chốt lại, và khi thị trường ấy nó bước vào những phiên điều chỉnh như thế này nên thì em canh những cái vùng gọi là chặn lãi của nó, em sẽ giữ lãi thì em khi mà điều chỉnh như thế này em có thể bán hòa vốn hoặc là em có thể gọi là em có thể mua thêm đúng không ạ? Thì yếu tố lúc đó thì các anh chị sẽ dễ dàng xử lý một cái mã phiếu hơn, chứ không phải là lúc tăng cao như thế này các anh chị bắt đầu các anh chị mua vào. Và anh chị thấy này, hầu như ấy, là 80% các phiên breakout trong thị trường gọi là đều là breakout giả. Các anh chị thấy này, breakout gãy đúng không ạ? Hay là breakout này, breakout xong gãy đúng không ạ? Breakout nó đều gãy cả. Hay là MBC cũng vậy, các anh chị thấy này, hầu như 80% những cái mã cổ phiếu mà nó có phiên breakout đều là phiên breakout giả. Đây các anh chị thấy này, breakout này, gãy đúng không ạ? Hay là breakout này, sau đó gãy. GIL cũng vậy này, các anh chị thấy này. Này breakout, sau đó lại gãy. Thì đó là những cái lúc gọi là phiên breakout giả, các anh chị thấy này. Breakout mà không đủ khối lượng thì lúc đó mình không nên tham gia. Còn hầu như các anh chị đầu tư thường thường là mua phiên breakout nhiều, tại vì sao anh chị thấy mã phiếu đó hầu như tăng trần thì anh chị bắt đầu các anh chị đua giá, anh chị mua vào thôi, các anh chị sợ bỏ lỡ mất cơ hội mà nên chị mua vào rất nhiều. Thì bây giờ em cũng sẽ đi qua những cái mã cổ phiếu của dòng ngân hàng trước, dòng ngân hàng nó vận động như thế nào. Đây đầu tiên là về dòng ngân hàng thì Liên Việt Quốc em đã phân tích rồi, thì bây giờ em sẽ phân tích qua mã cổ phiếu ABB. ABB bây giờ nó bước vào phiên chạy nước rút, hôm nay yếu tố điều chỉnh với volume lớn như thế này, các anh chị thấy yếu tố đỡ hàng tương đối mạnh thì khả năng mã phiếu này nó sẽ tích lũy quanh những cái vùng đỉnh trước của nó thì nó mới có thể có những dư địa tăng, và mẫu hình của nó là nền chồng nền và những cái vùng nền như thế này, các anh chị thấy yếu tố vừa đánh lên và nó đánh lên trong một cái biên độ tương đối thấp như thế này thì khả năng nó sẽ còn tiếp tục tăng, nên chị lưu ý ở những vùng này các anh chị đợi những cái giai đoạn tích lũy trở lại thì anh chị mới có điểm mua, còn bây giờ nó đã qua điểm mua để anh chị có thể tham gia. Và em hướng dẫn cho anh chị có những cái điểm mua rất là hợp lý để anh chị tham gia này. Khi mà một mã cổ phiếu nào tăng ấy thì nó sẽ có một cái vùng tích lũy đúng không ạ? Trước những vùng tích lũy này nó đều đẩy giá đúng không ạ? Tại vì những vùng tích lũy này là những cái vùng gọi là tổ chức họ thu mua lượng hàng, sau khi họ thu mua lượng hàng xong thì họ sẽ bước vào quá trình đẩy giá, cái gì thấy tích lũy này đẩy giá này, hay là CTR ở giai đoạn trước anh chị cũng thấy này. Sau khi này tích lũy đẩy giá, tích lũy đẩy giá đúng không ạ? Tích lũy là những cái vùng không rõ xu hướng và có những xu hướng đi ngang, hay là SHB anh chị thấy này. Sau khi tích lũy này thì sao ạ? Đẩy giá đúng không ạ? Hay là tích lũy này thì nó sẽ đẩy giá, và những cái kỹ thuật điểm mua là như thế nào thì anh chị phải biết rằng ấy, trong một cái giai đoạn tích lũy và đẩy giá của nó thì các tổ chức họ sẽ có những yếu tố test lại lượng cung lượng cầu để họ xem các anh chị đầu tư còn nắm giữ lượng hàng nhiều nữa không. Nếu các anh chị đầu tư mà không còn nắm giữ lượng hàng nhiều thì họ sẽ đánh lên thì nó sẽ bắt đầu nó xuất hiện một vùng tích lũy và sideways, và cuối những vùng tích lũy sideways nó sẽ có những cái dấu hiệu để anh chị mua. Thứ nhất ấy, là nó sẽ có yếu tố cạn cung, các anh chị thấy volume hầu như là giảm dần đúng không ạ? Và hầu như vùng này không có anh chị đầu tư nào còn nắm hàng nhiều nữa, tại vì sao? Tại vì anh chị biết những vùng này này, các anh chị đầu tư thấy những cái mã cổ phiếu của dòng ngân hàng khác như STB, hay là những cái mã cổ phiếu của dòng dầu khí hay là chứng khoán tăng rất mạnh thì các anh chị bắt đầu các anh chị bán mã phiếu này đi, hay là các anh chị nhà đầu tư mua những vùng tích đầu tích lũy nó các anh chị thấy tăng, sao anh chị không chịu bán thì nó giảm trở lại thì nó tăng trở lại thì anh chị bắt đầu các anh chị bán ra, hoặc là những cái anh chị đầu tư này mua trên vùng này các anh chị thấy nó điều chỉnh đâu khoảng 5 đến 10% thì anh chị bắt đầu các anh chị bán ra. Thì những cái lúc mà anh chị chán nản nhất thì tổ chức họ mới thu mua lại lượng hàng, thì bởi vậy có những cái lý thuyết về VSA, những vùng gom hàng của tổ chức là những vùng tích lũy đúng không ạ? Nên chị thấy này, tích lũy và sideways sau đó đẩy giá, thì anh chị thấy sau khi mà cuối vùng tích lũy thì nó xuất hiện những cái phiên cạn kiệt về lượng cung và nó xuất hiện những cái phiên gọi là no supply bar. Đây là gọi là phiên no supply bar, các anh chị thấy này, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên và hầu như các anh chị thấy volume hầu như không còn ai bán ra nữa. Sau khi mà cái lượng cung xuất hiện gọi là không còn lượng cung xuất hiện nữa thì các tổ chức họ mới kiểm tra lại lượng cung một lần nữa bằng một phiên test cung ba, anh chị thấy này, họ sẽ đạp giá vào đầu phiên xem ở những vùng mà gọi là hoảng loạn ấy, xem còn chị đầu tư nào hoảng loạn bán ra không, nếu không còn chị đầu tư hoảng loạn nào bán ra thì họ sẽ kéo lên giá cao và bắt đầu xuất hiện phiên test cung ba đúng không ạ? Test cung ba xong thì nó sẽ xuất hiện thêm một vài phiên test cung, họ sẽ kiểm tra lại lượng cung ở vùng này xem còn nữa hay không, không còn ai nắm giữ hàng nữa thì họ bắt đầu họ đẩy giá lên. Hay là những cái mã cổ phiếu như SHB này anh chị cũng thấy này, họ kiểm tra lượng cung rõ ràng này, anh chị thấy này bắt đầu cạn kiệt về lượng cung đúng không ạ? Tích lũy và sideways cạn kiệt về lượng cung, xuất hiện no supply bar này, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, lượng cung hầu như cạn kiệt dần
bắt đầu xuất hiện phiên kiểm tra lượng cung Tết cung 3 này đóng cửa gần như là cao nhất phiên. Thì sau đó là cái bộ ba gọi là Breakout 3 nó xuất hiện. Những cái bộ ba này nó liên tục xuất hiện trong thị trường, hay là những cái mã cổ phiếu như MB Bank này anh chị thấy này, nó liên tục xuất hiện thôi. Các anh chị thấy này, đây là vùng gọi là vùng tích lũy và sideways đúng không ạ? Không rõ xu hướng là các anh chị thấy này, nó đi ngang trong một thời gian, sau đó xuất hiện gì ạ? Đây, yếu tố kịch cung xuất hiện này, xuất hiện no supply 3 này đúng không ạ? Sau đó test cung 3 này đóng cửa gần cao nhất phiên, xong đó break chạy. Đó đó là những cái yếu tố mình chọn những cái điểm mua, hay là test cung banh này anh chị thấy này. Đây là những vùng tích lũy và sideways này đúng không ạ? Tích lũy và sideways thì sao ạ? Yếu tố cạn kiệt về lực cung xuất hiện. Đây, cạn kiệt về lực cung, hầu như không còn ai bán ra này, no supply 3 này, no supply 3 này, test cung này. Đúng ạ? Xong rồi test cung này. Sau đó break A3 này, đó những thanh ba nó liên tục đi chung thì mình lựa chọn những phiên này no supply 3 hoặc là test cung 3 mình mua, để mình có thể ăn được những cái phiên mà đẩy giá của dòng tiền thông minh là smart money. Những cái dòng tiền thông minh ấy là những cái dòng tiền mà khi các tổ chức họ họ định giá sau một cái mã cổ phiếu nào đó, sau đó dòng tiền thông minh họ sẽ đẩy giá cổ phiếu lên để cho các tổ chức họ phân phối hàng ra. Thì những lúc mình tham gia là mình sẽ vào trước để mình có thể ăn được những phiên breakout của dòng tiền thông minh. Đó là những cái yếu tố chọn về những cái điểm mua. Còn những cái điểm bán thì sao? Cái điểm bán thì khi mà xuất hiện những phiên phiên này này chạy nước rút này là những cái điểm phù hợp nhất để mình bán, tại vì rất nhiều anh chị đầu tư hưng phấn vùng này thì mình canh mình bán ra thôi đúng không ạ? Hay là những cái vùng như là STB nên chị thấy này hưng phấn rất nhiều rồi thì anh chị canh bán ra ba bốn phiên chạy nước rút liên tục, anh chị canh bán ra. Hay VIC nên chị thấy này, các chị mua ở những vùng nào thì sao ạ? Mua những phiên no supply test công anh chị chạy ở đây, anh chị ăn 30 đến 40% đủ target thì sao? Xuất hiện những phiên chạy nước rút này này, chạy nước rút mở gap như thế này này, anh chị bắt đầu anh chị bán ra. Hay là HPG bây giờ ở hiện tại anh chị cũng nên bán ra rồi, cũng không nên cầm nữa, tại vì anh chị thấy nó chạy 3 đến 4 phiên chạy nước rút mở gap liên tục như thế này thì cứ canh chốt lãi là vừa. Thì đó là những yếu tố, những cái điểm mua và những điểm bán của em. Và bây giờ các anh chị thấy này, những cái mã cổ phiếu ABB thì sao? AB nó đã qua điểm mua rồi và bây giờ cần tích lũy trở lại. ACB thì sao? ACB thì room em mua ở vùng giá 36 rất tốt. Và những vùng này này, vì sao em chưa bán ra? Tại vì các anh chị thấy yếu tố dòng tiền lớn vào vừa vừa phiên này vừa rào vào đúng không ạ? Và yếu tố anh chị thấy này mở gap tăng, nhưng vùng này anh chị thấy có yếu tố chạy nước rút chưa? Hầu như chưa có yếu tố chạy nước rút và yếu tố bán ra cũng không có nhiều. Tại vì anh chị thấy này, yếu tố hôm nay bán ra nhưng cái lượng cung sao ạ? Cái lượng cung hầu như không có lượng cung luôn, mở gap nhưng mà nó chưa đóng lắp lại gap. Anh chị thấy yếu tố cạn kiệt lượng cung như thế này thì chủ yếu phiên này gọi là phiên sắc cao 3, và khi nó xuất hiện sắc cao 3 thì nó sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó. Em ví dụ như những phiên này anh chị thấy này, tăng điểm sau đó sắc cao sau đó tiếp tục tăng, thì đó những cái phiên sắc cao 3 thôi. Nên ACB chỉ có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ. Và vì sao mã phiếu này nó lại tăng? Các chị thấy này, hầu như cái mã phiếu này nó tạo ra một cái mẫu hình, các anh chị đầu tư chán nản bán ra rất nhiều, bán ra rất nhiều thì mã phiếu này lượng cung không còn và cầu vào thì đẩy giá cổ phiếu lên thì mã phiếu đó sẽ tăng. Nên mã phiếu này các anh chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ, cần những giai đoạn lắp ráp lại với khối lượng thấp anh chị mới có thể tham gia. Lưu ý ACB cũng không có điểm tham gia. BID sao? BID này các anh chị thấy này, nó cũng là một cái mã cổ phiếu nó tạo ra những cái mẫu hình đúng không ạ? Nó là một cái mẫu hình gọi là hai đáy, các anh chị thấy này, đáy thứ nhất này, đáy thứ hai của nó này, sau khi tạo ra đáy thứ hai của nó các anh chị thấy này, yếu tố này kiệt cung đúng không ạ? Kiệt cung thì sao? Kiệt cung thì dòng tiền bắt đầu họ vào, họ đánh lên. Đây là phiên breakout 3 là phiên họ đánh lên, và hầu như bây giờ các anh chị thấy nó gặp lại kháng cự thì có lượng cung bán ra từ anh chị đầu tư kẹp hàng, yếu tố chốt lại từ anh chị đầu tư mua ở những vùng này, yếu tố chốt lại ra dẫn đến những cái yếu tố điều chỉnh cho mã phiếu này. Và anh chị thấy yếu tố điều chỉnh với volume thấp như thế này chủ yếu là yếu tố do nhỏ lẻ bán ra, chứ tổ chức họ phân phối không phân phối với những cái volume nhỏ như thế này đâu. Và yếu tố ở vùng này là yếu tố cần tích lũy quanh những vùng đỉnh của nó thì mới có thể tiếp tục tăng. Em ví dụ như SSI này, các anh chị thấy này, trước khi mà nó đánh vượt đỉnh của nó, đây là những giai đoạn này, trước khi đánh vượt đỉnh của nó, đây là đỉnh trước đúng không ạ? Đây là những cái vùng gọi là đang tăng điểm của nó, thì các anh chị thấy trước khi tăng điểm của nó thì cần hấp thụ lượng cung quanh vùng đỉnh thì nó mới có thể đánh breakout được. Hay những cái mã cổ phiếu như như mã cổ phiếu KDH, KDH này, các anh chị thấy này, trước khi mà nó đánh vượt đỉnh trước của nó, đây là đỉnh trước của nó đúng không ạ? Thì đây, trước khi nó đánh vượt đỉnh nó thì nó phải hấp thụ lượng cung thì mới có thể là đánh breakout được. Thì BAD cũng vậy thôi, nó cần giai đoạn tích lũy trở lại thì mới có thể là đánh breakout được. Nên chị cần lưu ý quan sát mã phiếu này, khi mà tích lũy đủ một cái biên độ, đủ một cái thời gian thì anh chị mới có thể giải ngân. Còn BAD cũng đã qua điểm mua. CTG sao? CTG hôm nay yếu tố điều chỉnh như thế này thì tổ chức nào bán ra đâu? Tổ chức họ bán ra thì họ phải bán ra volume lớn như VIC anh chị thấy này. Khi tổ chức họ bán ra thì sao? Volume lớn không ạ? Volume lớn chứ. Còn bây giờ CTG bán ra yếu tố mà nó không có volume lớn này, các anh chị có thì các anh chị cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Mẫu hình đã tạo ra và bây giờ đang trong xu hướng tăng thì cứ tiếp tục nắm giữ. Và mình thấy vùng này cũng là một cái vùng hỗ trợ của nó, nên mã phiếu này khi nó điều chỉnh về đây thì anh chị mới có điểm mua, hoặc là anh chị cứ tiếp tục nắm giữ đối với CTG thôi. Và điểm này cũng chưa việc gì phải bán, cứ nắm giữ. Khi nào mà chạy nước rút giống như STB như thế này này, là những mã cổ phiếu mà nó chạy trước thì anh chị canh bán. Hay là liên việc bốc banh này, các anh chị thấy này, chạy 3 4 phiên trần, 5 phiên trần gì đó các anh chị mới canh bán. Còn mã phiếu CTG chưa chạy nước rút thì chưa canh bán thôi.
Và các anh chị thấy này, kết thúc một chu kỳ của một mã cổ phiếu lúc nào nó cũng sẽ có những phiên chạy nước rút em. Ví dụ như Vinamilk này, sau khi những giai qua quá trình này phân phối đỉnh của các tổ chức này, anh chị thấy này, tại vì sao ở vùng này tích lũy vùng ở trên vùng đỉnh cao này lại là những vùng phân phối, tại vì các anh chị thấy volume tăng dần đúng không ạ? Đây là những dấu hiệu các anh chị phải nhận biết này, rất xuất hiện rất nhiều phiên sát cao 3 tại vùng vùng đỉnh của nó. Đây xuất hiện sát cao 3 đến 5 phiên đúng không ạ? Đây xuất hiện phiên uptrend, thì những lúc đó là những cái lúc nó đảo chiều xu hướng. Và anh chị thấy này đúng không ạ, volume tăng dần chứ không phải là volume nhỏ dần. Còn cái mã cổ phiếu về liên vụ của banh, các anh chị thấy này, yếu tố cái lượng cung sao ạ? Các anh chị nhìn đây, lượng cung cũng nhiều rồi thì bước vào quá trình giữ rút của nó rồi, như Vinamilk này bước vào quá trình giữ rút thì lúc nào cũng xài chạy đến 3 đến 4 phiên sau đó gãy đúng không ạ? Hay là những cái mã cổ phiếu như GL, anh chị thấy này, lúc nào cũng sẽ có những cái phiên chạy rút của nó. Đây, sau đó gãy. Hay là những cái mã cổ phiếu CTD lúc nào cũng sẽ có những cái phiên chạy rút trước khi gãy hết đúng không ạ? Đây, 3 phiên sau đó gãy đúng không ạ? Thì những yếu tố đó là đẩy giá lên để tổ chức họ có thể bán với giá cao hơn, thì sau khi họ bán ra sau cao hơn thì họ bắt đầu họ bán thanh lý, thì lúc đó nó sẽ bước vào quá trình downtrend. Nên những mã phiếu tăng quá cao thì những video trước em đã không khuyến nghị các anh chị mua, nên lưu ý Liên Việt Bank cũng đã qua điểm mua, STB cũng vậy tương tự. Tiếp theo là những cái mã cổ phiếu như HD Bank thì sao? HD Bank thì bây giờ yếu tố của nó sẽ tạo ra mẫu hình cốc tay cầm, và mẫu hình cốc tay cầm của nó là một cái mẫu hình tạo ra những cái vòng gọi là gom hàng của tổ chức. Các anh chị thấy này, những vùng gom hàng của tổ chức tạo ra mẫu hình cốc tay cầm, liên tục tạo ra mẫu hình cốc tay cầm trong quá khứ và tương lai. Này, cốc này tay cầm, sau đó break out đúng không ạ? Ở quá khứ của nó này, các anh chị thấy này, nó cũng sẽ tạo ra mẫu hình này, cốc này. Sau đó tay cầm đúng không ạ? Sau đó đây là một cái phiên break out, tiếp tục xuống tăng của nó. Thì liên tục nó sẽ tạo ra như thế thôi. Em ví dụ như những cái mẫu hình cốc tay cầm của mã phiếu SHS này, các anh chị thấy này, giai đoạn phía trước này nó tạo ra một cái mẫu hình cốc tay cầm, thì bây giờ nó cũng sẽ có những mẫu hình cốc tay cầm, tại vì mẫu hình cốc tay cầm này nó tạo ra là những cái yếu tố tâm lý của anh chị đầu tư cá nhân nên nó mới tạo ra như thế thôi. Và anh chị thấy mẫu hình cốc tay cầm này là của William O'Neil ấy, ổng có làm viết một cái quyển sách trong gọi là quyển sách kiếm 18.000% ấy, thì anh chị cũng thể kiếm đọc quyển sách đó, là quyển cái lúc mà ông William O'Neil ấy, ổng nói xuất hiện mẫu hình cốc tay cầm là một trong những cái mã cổ phiếu mà có những yếu tố sẽ tăng điểm ở giai đoạn phía sau. Anh chị thấy này, như HD Bank này sau khi xuất hiện cốc tay cầm thì nó sẽ tiếp tục cái dư địa tăng của nó thôi, thì nó sẽ có những yếu tố về nguyên nhân và hệ quả nếu mà tạo ra mẫu hình cốc tay cầm và có những cái yếu tố đẩy giá đủ lớn, cũng như ở vùng này tổ chức họ gom hàng càng nhiều thì họ càng đẩy cao, còn nếu mà vùng này họ gom hàng được ít thì họ sẽ đẩy giá thấp, đẩy giá một cái biên độ đó thì nó sẽ chuyển lại đà tăng. Và liên việc HD Bank này hiện tại nó đã qua điểm mua thì cứ quan sát thôi, và mình cũng không việc gì mình phải mua đuổi. Các chị thấy này, yếu tố từ chối tăng giá nhưng volume thấp như thế này, khả năng nó sẽ yếu tố điều chỉnh về đây thì nó mới có thể tiếp tục tăng được. Vùng này mới là những cái vùng các anh chị mới có thể giải ngân tiếp, còn bây giờ cứ quan sát. MB Bank thì sao? MB Bank thì nó cũng tương tự như CTG. CTG tại vì ở hiện tại các anh chị thấy này, nó đang trong xu hướng tăng, các anh chị phải nhìn vào xu hướng để có thể là chọn điểm mua. Chứ bây giờ các anh chị không biết vì sao anh chị mua, các anh chị cứ thấy tăng thì mua, giảm thì anh chị mua, các anh chị sẽ rất dễ dàng mua đỉnh và bán đáy. Nên lưu ý này, MB Bank ở hiện tại nó có những cái sự gia tăng về thanh khoản là cái thứ nhất. Cái thứ hai, yếu tố hôm nay yếu tố bán ra không phải là yếu tố bán ra từ các nhà tạo lập, cũng như ở những vùng này nè, các anh chị thấy nó đã tăng quá cao thế này rồi, các anh chị cứ hạn chế tham gia thôi. Vùng này các anh chị nào có hàng cứ nắm giữ, còn chị nào mà muốn tham gia mới thì các anh chị hạn chế tham gia, tại vì vùng này nó không có những vùng nền vững chắc thì mình tham gia nó sẽ rất rủi ro. Nên lưu ý MB Bank cứ tiếp tục quan sát. MSB sao? MSB ở hiện tại anh chị thấy này, tạo ra vùng gọi là tạo mẫu hình của nó, bước vào một cái giai đoạn chạy nước rút liên tục như thế này thì anh chị cứ có lại thì anh chị cứ canh chốt thôi, và vùng này của nó cũng đã qua điểm mua rồi, và quan sát thêm đối với mã phiếu này. Tiếp theo ấy là những cái mã cổ phiếu như Techcombank thì sao? Techcombank ở hiện tại anh chị thấy này, tạo ra một cái mẫu hình lớn của nó và tiếp tục một cái quá trình tăng của nó, và bây giờ nó có yếu tố này tăng chỉnh xây nền liên tục như thế này, anh chị cứ nắm giữ. Nó đánh như mã phiếu Liên Việt Postbank ở giai đoạn phía trước, anh chị thấy này, này nó tăng, nó chỉnh về nền, tăng chỉnh về nền, thì những mã phiếu này là những mã phiếu mình nên nắm giữ này, và chưa việc gì phải bán ra. Đến những giai đoạn chạy nước rút thì mình bán ra, như ACB thì hiện tại anh chị thấy này, này tăng chỉnh về nền, tăng chỉnh về nền, tăng chỉnh về nền, thì những giai đoạn này là những giai đoạn này chạy nước rút này là những cái giúp là mình cứ nắm hàng, khi mà nó chạy hết những cái chu kỳ chạy nước rút của nó thì mình mới bán ra. Anh chị thấy những giai đoạn chạy nước rút là những giai đoạn canh chị kiếm tiền nhiều nhất. Em ví dụ như Liên Việt Bank này, nó chạy trong những giai đoạn đó khoảng là 32 đến 3 tháng thì nó chạy đó khoảng là 20 đến 30%, nhưng mà vào giai đoạn chạy rút các anh chị thấy chạy 4 đến 5 ngày thôi là nó chạy nó khoảng là 20 đến 30% rồi. Nên lưu ý phải nắm một cái mã phiếu đến cái chu kỳ chạy rút của nó rồi hãy bán. Nên lưu ý mã phiếu MBB hay là mã cổ phiếu như là Techcombank cần giai đoạn chạy rút các anh chị hãy bán ra, còn bây giờ các anh chị cứ tiếp tục nắm giữ, yếu tố bán ra không có.
Thì bây giờ quan sát thêm điểm mua của nó, các anh chị vẫn có thể tham gia, và những cái mã phiếu này các anh chị phải đánh ngắn chứ không phải là đánh dài. Tại vì các anh chị đánh dài thì anh chị phải coi các anh chị mua những vùng nền tích lũy lớn như thế này, các anh chị mới đánh dài được. Còn bây giờ hầu như những cái mã cổ phiếu của thị trường chúng ta nó cũng đã qua rất nhiều điểm mua rồi, chủ yếu chỉ còn vài mã phiếu còn điểm mua thôi. Tiên Phong Bank này, các anh chị thấy này, giai đoạn trước em cũng khuyến nghị rất nhiều điểm mua, đó là điểm mua này Tết cung 3 đây, nó sụp đi 3 xuất hiện, Tết cung liên tục breakout 3. Thì sau phiên breakout 3 này các anh chị thấy là nó tăng, trong quá trình tăng tại vì các anh chị thấy tạo mẫu hình đây, vùng định giá tổ chức ở đây thì họ đánh lên là cái việc hết sức bình thường để họ có thể phân phối hàng hết những vùng họ gom hàng này. Và vùng này các anh chị thấy này đã tăng quá cao, nhưng mà vùng này các anh chị thấy nó không xây nền thì không còn để mua, có thì cứ nắm giữ và quan sát thêm. Vietcombank các anh chị thấy này, những giai đoạn phía trước em cũng khuyến nghị rất nhiều, nhưng mã phiếu này dành cho anh chị nào đầu tư về phiêu thiên về mặt giá trị và đầu tư lâu dài hơn. Chứ anh chị nhà đầu tư nắm mã phiếu này thì rất là chán, tại vì sao, nó tăng rất chậm thì vốn hóa của mã phiếu này nó đâu khoảng là 3 tỷ, trên 3 tỷ cổ phiếu, và những cái mã cổ phiếu này này muốn đẩy giá lên thì phải cần một cái lượng tiền rất lớn mới đẩy giá cổ phiếu này lên được. Nên mã phiếu này hiện tại anh chị thấy là nó tạo ra mẫu hình đúng không ạ, hiện tại là mẫu hình cốc tay cầm đây, cốc này và tay cầm. Thì bây giờ anh chị cứ có thì các anh chị cứ tiếp tục giữ thôi, khả năng sẽ hấp thụ những lượng cung quanh vùng này thì mới có thể là tiếp tục đánh tăng được. Quan sát Vietcombank cũng đã qua điểm mua, hầu như mã cổ phiếu của dòng banh nó đã qua điểm mua rồi, nên lưu ý những mã phiếu như VIB này nó đã tăng quá cao vào giai đoạn chạy gốc thì anh chị cứ canh chốt lại 1/2. Và ở đây VPBank thì nó cũng có những yếu tố phân phối hàng rất rõ, tại vì sao anh chị thấy, thứ nhất là khối lượng tăng nhưng mà giá không tăng thì sao, ở đây yếu tố bán hay là yếu tố mua nhiều các anh chị thấy này, thì chủ yếu là anh chị đầu tư vẫn chị mua vào nhiều thì mã phiếu này nó mới có những cái sự giao dịch lớn như thế này. Và anh chị thấy các anh chị giao dịch càng nhiều thì tổ chức họ mới bán ra càng nhiều, và sau khi tổ chức họ bán ra hết lượng hàng thì họ sẽ bắt đầu kéo lên cho chị hưng phấn thêm, lúc đó là những cái lúc mà mã phiếu này nó sẽ hết cái chu kỳ tăng của nó. Nên lưu ý VBank đã qua những cái điểm mua thì các anh chị cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Tiếp theo là về dòng thép. Dòng thép thì sao, dòng thép thì những giai đoạn phía trước em cũng không khuyến nghị anh chị mua nhiều nữa rồi. Những giai đoạn này là anh chị thấy này, đây là những cái điểm gọi là BSY. BSY là điểm gì ạ? Điểm phân phối hàng đầu tiên của tổ chức, volume tăng nhưng giá không tăng. Thì giai đoạn này các anh chị là những giai đoạn các anh chị canh chạy nó rút như thế này là các anh chị bán rồi, chứ không phải là bây giờ các anh chị mua nữa. Và HBG cũng đã qua điểm mua rồi, các chị đừng có thấy những tin tức tốt ra để anh chị mua, tại vì khi mà tin tức tốt ra thì nó đã phản ánh trong giá của nó rồi. Nên chị lưu ý hiện tại HBG đang trong trên line tăng nhưng mà đã chạy vào chạy nó rút thì anh chị cứ canh chốt 1/2 đi và quan sát thêm hết điểm qua mua. Và trong những cái thị trường này nó đến 2.000 mã phiếu, khi nào mà có điểm mua chuẩn thì mình hãy lao vào mình mua, còn bây giờ không có điểm mua chuẩn thì mình cứ quan sát. Tại vì các anh chị hôm nay không mua được thì ngày mai mua, ngày mai không mua được thì ngày mốt mua, chứ không phải là lúc nào các anh chị cũng phải mua một mã cổ phiếu để mình có thể là chấp nhận cái những cái rủi ro lớn được. Như VIC này, khi mà nó chạy nước rút đi, các anh chị mua vào, các anh chị mua đi, đây tăng mở gáp tăng tăng liên tục, các anh chị mua vào, các anh chị không kịp cắt lỗ, về T3 anh chị lỗ 10% rồi, làm sao các anh chị có thể bán nữa đúng không ạ? Về T4 anh chị vẫn không giữ lỗ rồi nó tiếp tục nó giảm thôi. Đó là những yếu tố về anh chị đầu tư, cứ thấy mã phiếu lỗ thì cứ tiếp tục nắm giữ, nhưng mà thấy lãi đâu khoảng là 7 đến 10% là anh chị chốt rồi, đó là yếu tố của anh chị đầu tư nhỏ lẻ thôi đúng không ạ? Nên chị lưu ý khi mà anh chị thấy một cái yếu tố nào mà có những yếu tố mà bị lỗ nhiều á, anh chị thấy lỗ 4% là anh chị cắt được rồi, hay là 8% anh chị cắt hết được rồi, chứ không phải là anh chị cố nắm giữ một cái cổ phiếu thua lỗ để anh chị có thể là bị lỗ thêm, hay là anh chị mua trung bình giá xuống để anh chị có thể là lấy cái lỗ của anh chị chồng thêm cái lỗ anh chị, thì làm sao anh chị có thể là có lãi trong thị trường này. Nên đó là những cái tư duy sai lầm khi mình đầu tư. Mình muốn đầu tư tốt thì mình phải học những cái tư duy của những cái người thành công trên thị trường chứng khoán, như là Jack Livermore hay là ông Richard Woodcock, hay là những cái ông như William O'Neill, là ông không bao giờ ông trung bình giá xuống và lúc nào ông cũng trung bình giá lên và đi đi vốn theo mẫu hình gọi là kim tự tháp. Và anh chị thấy này, những cái lúc mà người ta hưng phấn nhất là những cái lúc mà các anh chị nên chốt ra, còn những cái lúc mà các người ta bi quan nhất này, và những cái lúc mà người ta thiếu những cái sự kiên nhẫn thì lúc đó là lúc các anh chị mua vào. Những mã phiếu dòng thép bây giờ đã vào phiên chạy nước rút thì anh chị cứ hạn chế tham gia thôi, và dòng thép hiện tại cũng đã không có điểm mua để anh chị tham gia. Thì bây giờ còn chứng khoán thì sao, chứng khoán chị thấy này, yếu tố thì sao ạ? Yếu tố bây giờ anh chị thấy này, từ những cái mẫu hình của nó tăng bao nhiêu phần trăm các anh chị, so với những cái vùng mẫu hình của nó thì anh chị thấy tăng 20 đến 21%. Và những cái mã phiếu như MBS anh chị thấy này, khi tạo ra mẫu hình nó cũng chỉ tăng vài mười mấy 20% thôi. Và mã phiếu này các anh chị có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ đi, tại vì nó chưa chạy hết chu kỳ của nó đâu. Các anh chị thấy những cái mã phiếu như STB này, nó khi mà nó tạo ra mẫu hình nó chạy ít nhất cũng khoảng là 40 đến 50% đúng không ạ? Hay là những cái mã phiếu như LBB này,
Hay là Techcombank bây giờ nó cũng chạy trên 30 đến 40% rồi, nên chị cứ cố gắng nắm giữ những mã cổ phiếu vào dòng chứng khoán. Tại vì anh chị giữ những vị thế tốt thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Và anh chị thấy này, yếu tố vùng này chưa có những yếu tố bán ra, tại vì vùng này là vùng giao hàng của tổ chức, và khi họ đánh lên như thế này thì chưa yếu tố bán ra được, và họ phải cần đánh lên và đẩy giá lên nữa. Ở vùng 44 và 45 thì khả năng vùng đó họ mới có thể có những yếu tố bán ra được lượng hàng của họ hết được. Còn bây giờ anh chị cứ tiếp tục nắm giữ, và khi các anh chị nắm giữ vị thế tốt thì anh chị cứ canh chỉnh và mua thêm. Còn chị nào mà muốn mua mới thì các anh chị phải chọn những cái mã cổ phiếu mà có ở những vùng gần gần nền như thế này, nó tạo ra mô hình thì các anh chị mua. Còn những mã cổ phiếu nào nó đã có những yếu tố mà chạy vào chạy rút, hay là khi mà nó có những yếu tố mà nó cần những giai đoạn tích lũy trở lại thì anh chị mới có điểm mua, và mã cổ phiếu này anh chị cứ quan sát thêm. MBS cũng vậy, nên chị thấy này, MBS là mã cổ phiếu các anh chị nên chốt rồi, tại vì có hai phiên chạy nước rút rồi nên chị canh chốt 1/2 ở MBS. SHS thì sao? SHS thì anh chị vẫn có thể canh giải ngân được, tại vì anh chị thấy này, vùng này nó vẫn tích lũy và sideways quay trở lại thôi. Lúc nào nó sẽ đánh vượt đỉnh thì nó sẽ cứ tốt quay lại test đỉnh, và khi nó quay lại test đỉnh công thì nó sẽ bắt đầu một cái đà tăng rất mạnh. Nên lưu ý SHS quan sát thêm, tích lũy trở lại anh chị mới có điểm mua. VCI thì sao? VCI ở thời điểm hiện tại cũng đã quay mua, điểm mua anh chị là điểm mua này này, Nosebleed này, Techcom Breakout này, Nosebleed anh chị mua được rồi, Techcom chị mua được rồi. Còn đến bây giờ anh chị mua thì nó đã quá muộn. Và vùng này nó cũng chưa tăng nhiều đâu, anh chị thấy này, nó tăng đâu đó khoảng là 15 đến 16% thì tổ chức họ chưa phân phối hàng ra hết được, thì những cái vùng này là những vùng anh chị nên nắm giữ, và có yếu tố test lại vùng hỗ trợ trước của nó thì anh chị có thể tham gia giải ngân. VND là một trong những mã cổ phiếu em khuyến nghị anh chị mua từ vùng giá đâu khoảng là 41 rất là nhiều rồi, hay những vùng giá 36 em đã khuyến nghị anh chị mua rồi. Và room em này giải ngân ấy là quanh những cái vùng giá, gọi là quanh những cái vùng vùng giá 40 này, là những cái vùng mà room của em mua, và bây giờ cũng đã lãi đó khoảng là trên 10% rồi, thì giữ trên 10% thì bây giờ khoảng là 25%, có những vị thế rất tốt thì mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Và việc gì mình phải bán ra ở những giai đoạn này đúng không ạ? Tại vì anh chị thấy này, ở những vùng này là anh chị thấy bán làm gì mà tổ chức họ bán ra được những phiên này, volume tương đối nhỏ, yếu tố cạn kiệt lượng cung như thế này thì làm gì một cái tổ chức nào mà họ bán ra được với cái lượng hàng mà họ gom ở vùng này. Nên những mã phiếu này là những mã phiếu đầu ngành các chị có thì chị cứ tiếp tục nắm giữ thôi, và chưa việc gì phải bán ra. Lưu ý những phiên sau yếu tố nó sẽ có những yếu tố retest lại hoặc là tích lũy trở lại, thì những lúc đó là những cái lúc mình canh, mình giải ngân thêm và chạy nước rút thì mình bán. Còn bây giờ đã qua điểm mua cho anh chị đầu tư mua mới, còn nắm nha, có hàng thì cứ tiếp tục nắm giữ. Thì hầu như những mã cổ phiếu trong chứng khoán, thép và ngân hàng đã qua điểm mua, thì những cái mã cổ phiếu mà còn điểm mua thì em đánh giá là của dòng phân bón. Phân bón sẽ vài mã cổ phiếu có điểm mua cho anh chị này. Thứ nhất anh chị giúp chú ý giúp em là DGC, các chị thấy này, vùng của nó gọi là vùng tích lũy đúng không ạ? Tích lũy và có yếu tố cạn kiệt về lượng cung, thì những cái mã cổ phiếu này là sẽ là những cái mã cổ phiếu có những dư địa tăng ở giai đoạn phía sau. Và các anh chị thấy này, hầu như những mã cổ phiếu dầu khí như BVS này, nó những cái giai đoạn phía trước anh chị thấy tăng rất mạnh nhưng mà hầu như gặp lại kháng cự này, bị bán rất mạnh này, hay là BSR này hầu như nó bị bán lại khi gặp kháng cự. Thì khi mà nó gặp kháng cự, yếu tố của nó sẽ phải có sự tích lũy trở lại, và khi nó tích lũy trở lại thì dòng phân bón sẽ là dòng nó chạy ngược lại với dòng dầu khí. Các anh chị thấy này, khi mà dòng dầu khí em đánh giá là khi mà dùng dầu khí tích lũy thì anh chị thấy này, mã cổ phiếu này DGC này nó chạy đúng không ạ, hay là DBM này nó chạy, mà khi dòng dầu khí chạy thì những cái mã phiếu dòng phân bón thì lại tích lũy trở lại, thì đó là những sự vận hành ngược nhau của dòng dầu khí và dòng phân bón. Nên chị lưu ý DGC này khả năng những phiên sắp tới sẽ break rất cao, nên DGC các anh chị có thể tham gia giải ngân này. Hay là mã phiếu BFC này, các anh chị thấy này, yếu tố bán ra mà anh chị thấy này đánh dòng tiền lớn vào đánh này, định giá vào đánh lớn lên, yếu tố kịch cung như thế này thì làm gì mà các nhà tổ chức họ có thể phân phối ra lượng hàng, nên chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Và vùng này là những vùng các anh chị có thể giải ngân thu mua, anh chị thấy này, về vùng hỗ trợ yếu tố bật lên trở lại và không có yếu tố lượng cung bán ra và cầu bắt đầu vào thì bắt đầu mã phiếu này sẽ tăng. Lưu ý về dòng phân bón giúp em có BFC và DGC, em đánh giá là hai mã phiếu mạnh nhất dòng phân bón có thể giải ngân. Còn về dòng công nghệ thì FPT đã qua điểm mua, những giai đoạn phía trước em khuyến nghị anh chị mua ở đâu ạ? Ở phiên gọi là phiên test cung này, low supply test cung mua, breakout thì bây giờ nó đã qua điểm mua, chạy nước rút như thế này thì làm gì còn điểm mua nữa, nên chị quan sát thêm. Còn những cái mã phiếu của dòng trụ trụ thì các anh chị lưu ý giúp em là Masan là một trong các anh chị cần chú ý này, một trong những cái mã các anh chị cần chú ý ở hiện tại. Vì sao? Thứ nhất ấy, các anh chị thấy nó là một cái mẫu hình tích lũy và sideways ở những cái biên độ gọi là tương đối lâu. Những cái vùng sideways này các anh chị thấy là những cái vùng tái tích lũy và gom hàng định giá là của tổ chức. Những vùng này là anh chị đầu tư nào có lãi vùng này thì bắt buộc phải chốt ra những vùng này, tại vì anh chị thấy chu kỳ cổ phiếu khi nó tăng lên những mã phiếu khác tăng rất mạnh, mà mã phiếu này không tăng anh chị sẽ bán ra, và khi anh chị bán ra các anh chị mua mã khác thì mã phiếu này đội lái sẽ gom lại được lượng hàng, tổ chức họ sẽ gom lại lượng hàng bằng những cái vùng gọi là tích lũy và sideways. Sau khi tích lũy và sideways tạo xong những vô hình cái gì thế, breakout 3 đúng không ạ? Breakout 3 xuất hiện thì sao? Nó quay lại, nó test đỉnh của nó, yếu tố kiệt cung thì bắt đầu bật tăng. Bật tăng. Nhưng hôm nay nó bật tăng này, yếu tố rũ bỏ thôi, chị thấy này, yếu tố kiệt cung ở giai đoạn này này thì khả năng là rũ bỏ, thì khả năng mã phiếu này những cái điểm mà nó retest và nó
nó retest và nó có yếu tố kiệt cung ở bên đây và test cung ba ở dài phiên sau, anh chị có thể giải ngân đối với Masan. Masan vẫn còn dư địa, anh chị lưu ý Masan là một trong những mã các anh chị lưu ý về dòng trụ có thể giải ngân đối với Masan. Tiếp theo ấy là dòng trụ thì sẽ có những cái mã cổ phiếu như VRE. VRE ở hiện tại chị thấy này tạo mẫu hình hai đáy, dòng tiền vào nhưng mà không quyết liệt thì khả năng vùng này nó sẽ tích lũy trở lại thì nó mới tăng được, còn mã phiếu VRE anh chị cứ quan sát thôi. Tiếp theo là VHM. VHM sao? VHM những giai đoạn phía trước thì những vai dùng này này thì khi mà nó đánh lên thì anh chị thấy lúc nào cũng phải tích lũy quanh vùng đỉnh của nó, và nó đánh breakout thì nó sẽ vào cái chu kỳ của nó. Còn bây giờ anh chị có VHM, anh chị cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm đối với mã phiếu này. Và mã phiếu này anh chị thấy này, nó đánh lên cũng rất là chậm, các anh chị thấy tạo mô hình và đánh lên rất là chậm, nên chị nào mà muốn đánh mà có thể thắng nhiều thì các anh chị lựa chọn những mã cổ phiếu mà vốn hóa thấp để anh chị đầu tư. Còn những mã phiếu này cho anh chị đánh từ vài chục tỷ đến vài trăm tỷ nên chị có thể tham gia đối với VHM. Về VHM anh chị có thì các anh chị cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Các anh chị thấy này, no supply này, test cung đúng không ạ? Thì khả năng vài phiên sau nó sẽ tích lũy thêm vài phiên nữa thì nó sẽ bước vào cái chu kỳ chạy của nó, thì những mã này các anh chị có thể giải ngân thăm dò. Còn RE thì sao? RE những video trước cũng khuyến nghị nhưng các anh chị thấy này sắc cao nền, sắc cao nền yếu tố rũ bỏ, nhưng yếu tố rũ bỏ hôm nay anh chị thấy này yếu tố rũ bỏ những cái yếu tố đỡ cung rất là tốt này. Và anh chị thấy này nó retest lại vùng đỉnh của nó đúng không ạ? Lúc nào nó đánh lên cũng retest lại đỉnh, em đánh giá như nô Nam Thăng Long này. Các anh chị thấy này, khi mà nó đánh lên này, đánh lên đúng không ạ? Vượt đỉnh retest lại đỉnh, yếu tố kỳ cung xuất hiện thì bắt đầu có những yếu tố tích lũy vùng đỉnh, bắt đầu đánh bật tăng đúng không ạ? Thì bây giờ RE khả năng nó sẽ đánh theo kịch bản như thế. Đây, đánh retest lại đỉnh đúng không ạ? Yếu tố đang có xuất hiện những yếu tố kỳ cung ở vùng này nên chị lưu ý vùng này kỳ cung trở lại và nó tích lũy trở lại là những điểm các anh chị hợp lý để anh chị có thể tham gia. Và mã phiếu này là kênh trên xu hướng, các anh chị có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ. Và những cái mã cổ phiếu như dòng bất động sản, những cái mã cổ phiếu của CCO này hay là DHD thì làm sao không khuyến nghị các anh chị, các anh chị phải nhìn được cái xu hướng của nó. Trong một xuống giảm như thế này thì anh chị hạn chế tham gia. Hay là CTD này, em cũng không có làm video về những mã cổ phiếu này nhiều, tại vì sao? Các anh chị thấy hầu như là những mã cổ phiếu này này, các anh chị thấy này, mua vào thì các anh chị thấy mua được, các anh chị thắng thắng thì rất là ít, nhưng mà anh chị thua thì các anh chị rất dễ dàng thua rất là nhiều, tại vì sao? Nó là xu hướng xuống và các anh chị khi các anh chị bắt đáy một mã cổ phiếu thì rất là khó để các anh chị có thể là có lãi, tại vì sao? Nó đang trong xuống xuống thì lên thì bị bán lại, lên thì bị bán lại. Chủ yếu những vùng này là những vùng này các anh chị đầu tư này cần những cái người mà đẩy giá lên để họ có thể bán hòa vốn ra, nên khi mà các anh chị thấy gặp kháng cự lại bị bán ngược trở lại, nên lưu ý những mã phiếu CTD này nó đã đâu còn điểm mua đâu. Và anh chị thấy nè, không có mã phiếu nào nó kéo lên chữ V cho anh chị có thể là các anh chị chốt lãi ra đâu, nên chị lưu ý những mã phiếu này nó cần những giai đoạn tích lũy trở lại thì mới có thể tiếp tục tăng. Và anh chị thấy này, không có dòng tiền lớn vào đánh thì cứ quan sát thêm, dòng tiền này chỉ là dòng tiền của nhỏ lẻ và FOMO theo những cái hiệu ứng đám đông để đẩy giá cổ phiếu này lên thôi, chứ không phải là những cái hiệu ứng của tổ chức họ đánh lên đâu. Dòng tiền định giá của tổ chức phải lớn như thế này, còn những cái giai đoạn CTD như thế này các anh chị có canh chứ canh bán hòa vốn nếu mà bị kẹp hàng, còn có thì cứ nắm giữ canh chốt lãi bớt đi. Tiếp theo là những cái mã cổ phiếu của dòng này thì sẽ còn mã phiếu DSG này. DSG thì còn điểm mua cho anh chị này, mẫu hình lớn đã tạo ra này đúng không ạ? Mẫu hình lớn đã tạo ra thì cái mẫu hình lớn như thế này tạo ra đánh lên dài phiên như này thì làm sao mà có thể phân phối hàng ra được. Và các anh chị thấy này, nó chỉnh tăng liên tục như thế này, nó tạo ra mẫu hình của con ACB, hay khi nó tạo ra mẫu hình như thế thì nó cứ tiếp tục tăng chỉnh liên tục, thì những cái điểm này là những cái điểm chị mua này 27.85 các anh chị vẫn có thể giải ngân đối với DSG. Lưu ý DSG có thể giải ngân, các anh chị thấy này, hôm nay có lực bán hay không, làm gì có lực bán ra, yếu tố kỳ cung xuất hiện phiên tích cung mà khả năng ngày mai sẽ phiên tăng điểm của DSG, nên có thì cứ tiếp tục nắm giữ hoặc các anh chị có thể giải ngân mới đối với DSG. Đó là những cái mã cổ phiếu các anh chị nên chú ý. Chứ những cái mã cổ phiếu như KBC là những cái mã cổ phiếu khuyến nghị các anh chị bán rất nhiều rồi, thực chất nó là xuống giảm, yếu tố này tích lũy kênh xuống xuống của nó và nó đánh như mã cổ phiếu gì ạ? Nó đánh như mã cổ phiếu Dabaco đúng không ạ? Các anh chị thấy này, nó đánh tương tự Dabaco giai đoạn phía trước, anh chị thấy tích lũy vùng này các anh chị thấy đẩy lên 200 đến 300% thì nó cần có yếu tố hấp thụ lại lượng cung, sau đó gãy nền rũ thì nó mới tiếp tục tăng. Thì anh chị nào có coi những video trước hay là những gì thời gian trước em có làm thì mã phiếu này nó đánh tương tự, anh chị thấy tích lũy nền dài nhưng nó đánh đâu khoảng là 200% lên rồi thì nó phải yếu tố là hấp thụ lại lượng cung và gãy nền rũ, rũ ra hết thì mới tiếp tục giai đoạn tăng của nó. Nên KBC bây giờ các anh chị chưa nên tham gia đâu, nó cần giai đoạn từ 3 đến 4 tháng tích lũy xong thì anh chị mới có thể tham gia quan sát những mã phiếu này thôi. Còn KDH thì sao? KDH ở thời điểm tại anh chị thấy đang trong chu kỳ tăng và anh chị thấy yếu tố lực cung bán ra không có, yếu tố đang tích lũy là những vùng đỉnh trước của nó, thì vùng này là những vùng các anh chị có thể canh giải ngân thăm dò trước, quanh giá 40 35 39.55 vẫn có thể giải ngân thăm dò đối với những mã cổ phiếu của dòng đó là bất động sản, lưu ý đối với mã phiếu này thôi và quan sát thêm. Và hầu như những cái mã cổ phiếu mua tốt, điểm mua tốt thì có DXG, DGC là những mã cổ phiếu anh chị có thể là thăm thăm dò và giải ngân. Còn những mã cổ phiếu về ngân hàng
hay là những cái mã cổ phiếu về chứng khoán thì anh chị phải đợi giai đoạn tích lũy thêm. Nên chị lưu ý ở hiện tại mã phiếu nào mà có điểm mua tốt thì anh chị hãy mua, còn mã phiếu nào mà không có điểm mua tốt thì anh chị cứ quan sát thôi. Thì tiếp tục là em sẽ đi sơ lược qua một vài mã phiếu bất động sản nữa thôi. Thì HDC thì sao? HDC bước vào qua giai đoạn chỉ rút thì anh chị đã qua điểm mua rồi. Nên chị lưu ý mã phiếu này nó bứt phá khỏi những trên là giảm những điểm chị vào lệnh, và vào lệnh thì những điểm này anh chị đã qua điểm mua thì anh chị quan sát thêm thôi. Hay là mã phiếu như OGC thì sao? OGC thì nó là một trong những cái mã cổ phiếu xuống xuống, thì xuống xuống này anh chị cứ quan sát thôi. Và xuống xuống thì em sẽ không khuyến nghị anh chị tham gia. Tại vì những mã cổ phiếu kênh trên xu hướng là những cái mã cổ phiếu mạnh nhất thị trường, là những cái mã cổ phiếu các anh chị có thể là tham gia. Còn những mã cổ phiếu này anh chị thấy này, các chị nghĩ giá cao thì nó sẽ không tăng nữa, như mã cổ phiếu như FPT nên anh chị thấy giá có cao hay không, nó giá cao nhưng vẫn tăng. Hay là những cái mã cổ phiếu MWG, hay là những cái mã cổ phiếu như Liên Việt Quốc Banh, anh chị thấy này, giai đoạn trước chị nói nó rất là cao rồi, các anh chị thấy giá từ giá 10, giá 14 là các anh chị thấy cao rồi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục tăng thôi. Như DGC anh chị thấy này, các anh chị thấy giá của nó bao nhiêu ạ? Bây giờ giá 71 là nó có cao không, nhưng mà chủ yếu các anh chị mua vào nó có tăng hay không, chứ không phải là anh chị mua giá rẻ mà nó không tăng. Như VGI nên chị thấy giá có rẻ không ạ? Lúc trước giá của nó là 47 nhưng mà thời gian đây nó còn giá 30, thấy có rẻ không ạ? Thì các anh chị mua vào đây xem thử nó có tăng hay không, đúng không ạ? Thì những mã phiếu kênh xuống dưới và yếu tố mà nó bị bán thanh lý như thế này là chứng tỏ cái doanh nghiệp của nó không tốt rồi, và khi cái doanh nghiệp của nó không tốt thì mới bị bán mạnh như thế. Nên các anh chị thấy những cái hàng giá rẻ thì những cái hàng đó là những cái hàng không tốt, nên chị không nên tham gia hàng giá rẻ. Nên chị chỉ nên tham gia những hàng chất lượng, là những cái hàng giá cao thôi, là những cái mã cổ phiếu anh chị nên tham gia. Như DSG anh chị thấy này, nó tăng đã cao rồi nhưng nó vẫn tiếp tục tăng. Hay là Masan đi, Masan anh chị thấy này, nghĩ giá nó có cao chưa? Nó 107 rồi nhưng nó vẫn tiếp tục tăng. Hay là DG World này anh chị thấy này, có lúc nào anh chị nghĩ nó lên vùng giá 130 đâu? Ở những vùng này anh chị thấy nó đã cao rồi nhưng mà lên đây nó càng cao nữa, đúng mà. Những mã phiếu mạnh lúc nào nó cũng sẽ tăng, thấp hơn thị trường như HPG nè, các anh chị có nghĩ khi nào mà nó lên nó vượt khỏi những cái vùng gọi là vốn hóa của Vinamilk đâu? Nhưng mà bây giờ anh chị thấy là nó đã đạt vùng giá 55.5 rồi, nó liên tục tăng như thế. Thì anh chị chú ý những mã phiếu mà kênh trên xu hướng là những mã cổ phiếu anh chị đáng đầu tư. Thì ở điểm tại thì cũng rất là hưng phấn của thị trường chung đã gây ra rồi, thì bây giờ các anh chị chú ý quản trị tài khoản cho tốt, và những vùng này các anh chị nên hạ dần tỷ trọng mặt sinh đi, và anh chị lựa chọn những mã cổ phiếu nào còn gần nền thì anh chị tham gia. Thì ở bây giờ chỉ còn DSG, những cái mã cổ phiếu của Khang Điền và những cái mã cổ phiếu của dòng phân bón là còn những điểm mua tốt để anh chị có thể tham gia. Còn dầu khí hầu như bây giờ BSR, OIL hay là BVD thì các anh chị thấy vượt vượt hầu như vượt trên là giảm, nhưng bắt đầu nó lại có những xu hướng gặp lại kháng cự thì cần tích lũy trở lại mới tăng. Thì những cái video sau khi có điểm mua thì sẽ thông báo cho anh chị để có thể chọn lựa những cái điểm mua tốt. Thì cảm ơn các chị đã lắng nghe video của em. Còn chị nào mà thích thì có thể là like và subscribe kênh để có thể là em ra được nhiều video tốt hơn và chia sẻ kênh. Anh chị nào muốn đăng ký vào room chiến lược thì có thể là liên hệ em, để em ở dưới phần mô tả thì để em có thể hỗ trợ các chị đầu tư.